Có một quán lẩu nướng bình dân mà được miễn phí quá trời luôn. Hôm nay thì các bạn cùng Hùng đi khám phá nha. Đây, đây nè, cái quán này nè. Cái quán bình dân mà không biết có chất lượng không, mà đông quá trời quá đất luôn hen. Đó, nhóm Hùng thì order được nhiêu đây nè. Hào nướng phô mai, con hào mập nha. Cái sốt phô mai thì béo, ăn vào, đã lắm. Sụn gà chiên nước mắm á, sụn gà thì giòn nè, vị mặn mặn, ngọt ngọt. Và... order một dĩa, được quán hải thì một dĩa nữa nè. Đó, cái phần lỗ vai bò sốt trứng muối này nè, là kêu một phần, được quán đãi thêm một phần nữa đó, đã dễ sợ luôn chưa? Nướng lên ta nói nó thơm chịu không nổi luôn á. Bò rất là mềm nha, nướng cái kiểu này nó có khô, cái sốt trứng muối này rất là đậm đà luôn. Và nhóm Hùng á, cũng có kêu thêm cái phần ba chỉ bò của nấm kim châm nữa nè. Về cuối á, thì nhóm Hùng kêu thêm cái món lẩu cá đuối nữa nè, cá đuối rất là tươi, thịt dày chắc nha. Lẩu á, thì vị chua cay, rất là đậm vị luôn nè. À, mày được nhân viên giới thiệu là quán mới có món mới, lẩu gà lá é, nên nhóm kêu thử luôn nè. Mà lẩu gà lá é đây lạ lắm, mà ngộ đó. Lẩu gà lá é mà có lá giang, kỷ tử, ớt xiêm xanh nữa. Nói chung nó ngon nhưng mà nó lạ. Rảnh thì các bạn ghé thử nha.